Dạ, trong quá trình tụng kinh, thọ trì quy giới, nếu có điều gì sơ suất, dạ con xin được sám hối với Tam Bảo, với quý sư và đạo tràng. Kính xin tất cả hoan hỷ với con ạ. Dạ, rồi này, con đã thấy Pháp Sư Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Brahmacharo kathibati sahambati katanchari anthiwarang ayachatha santi thasattambara chakkhachatika. Đế sê tu tham măng anu cam bi măng ba trăng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Dạ, giờ này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc chánh kinh ngày hôm nay. Dạ, em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị điều phối chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh. Kính mời chị ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sư Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Và cảm ơn Thiền Vụ cho Nhật Vịnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Vịnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Vịnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ. Thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ gia đến hàng Phật tử của chúng con, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn sư Kim Nhung đã lễ bái Tam Bảo, thọ trì quy giới và cung thỉnh Pháp Sư. Và cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin phép được đọc phần chánh văn ngày hôm nay ạ. Bài học hôm nay tương ưng. Bài học hôm nay tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1 tương ưng chư thiên. Tám La Mã phẩm đoạn bài 8 dục. Nghĩ lợi không cho ai, con người từ bỏ đi, thiện gì nên thốt ra, ác nên ngăn chặn. Thế Tôn, con người không cho mình, không nên từ bỏ mình, lời thiện nên thúc ra, lời ác nên ngăn chặn. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, bài học ngày hôm nay rất là ngắn, con cung thỉnh sư giảng dạy rộng rãi cho chúng con được hiểu rõ bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sangha giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại tăng. Chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc bài. Và trước khi vào phần chia sẻ
giảng dạy Phật pháp thì kính cung thỉnh chư tôn đức như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đánh vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bay gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy đã chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức Tam Bảo kính cầu mong từ tôn đức pháp thể thân an. Chúc tất cả quý phụ nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Thầy Giá. Thì hôm nay cái phần chánh văn thì nó rất là ngắn, cô đọng. Thì cái dục ở đây đó, dục ở đây là cái mong cầu, mong muốn, tham muốn ở trong cái đời sống. Thì nó có ba, ái dục, rồi tác dục, pháp dục. Mà cái chữ dục ở trong cái bài này đó thì chỉ về cái ái dục trong đời sống, trong thế gian. Nghĩ lợi, mình mong cầu được cái điều này điều khác, đời sống được như thế này, rồi những thân bằng quyến thuộc của mình, cha mẹ, anh chị em, chồng vợ, con cháu mình được như thế này như thế khác, cho nên là họ mong muốn thôi. Họ mong muốn cho bản thân họ, rồi cho gia đình họ, dòng họ, chứ không có muốn cho ai khác. Chính vì những cái mong muốn, tham muốn dính mắc trong cái lợi lộc này. Rồi có nhiều khi, phải không? Có nhiều khi là có những người mà chính bản thân quý vị hay là chính bản thân của sư cũng vậy á, có nhiều khi á mình sao mình muốn lợi cho cái người này người kia, thân bằng quyến thuộc, mà mình quên mình đi, thấy không? Mong cầu cho cha, cho mẹ, cho người thân, cho người này người kia, nhưng mà mình không có mong cầu cho mình. Mong cầu ở đây á là mình làm những cái điều lành, những cái điều thiện cho chính bản thân mình đó. Cho nên á là Đức Phật mới dạy á, dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi nha. Bây giờ á là mình lo cho người khác bao nhiêu á, thì cũng chớ có quên lo chính bản thân mình. Tại vì á mình lo cho người khác chứ không có ai lo cho mình đâu. Mà nếu mà mình cứ mãi mê, mình cứ lo cho người khác thì đến khi mà mình ra đi á với hai bàn tay trắng,
mình đến cuộc đời này á, hai bàn tay trắng, rồi ra đi á, cũng trắng hai bàn tay. À, mình từng lo cho người này, lo cho người khác, lo cho cha, cho mẹ, rồi khi mà có gia đình á, thì lo cho vợ, lo cho chồng, rồi á, lo cho con, rồi con cái rồi nó lớn lên rồi á, lo cho cháu. À, cháu ngoại, cháu nội, rồi cháu rồi nó có con nữa, rồi lo cho cháu nữa. Đó. Cho nên là trong đời sống có nhiều lúc á, chúng ta quên cái việc mà lo cho chính mình. À, lo chính mình ở đây là sao? Mình dung bồi các cái pháp thiện lành, à, các cái nhân tốt đẹp, những cái chủng tử tốt, à, tạo phước, à, dung bồi trí tuệ đó. À, mình cứ làm lụng suốt cuộc đời, à, để có tiền của, có nhà cửa, à, rồi á, là à, sao lo cho con cái nó ăn học, có cái à, địa vị với xã hội, ha, rồi á, tới già là cũng chưa có buông bỏ, à, lo đủ thứ hết, à, sợ con cái, à, nó không có được hạnh phúc, à, sợ con cháu nó thì như thế này thế khác, à, cho nên là, à, chúng ta vì cái tâm luyến ái, à, vì cái tâm luyến ái nó quá mạnh đi, cho nên là mình cứ lo cho những cái người xung quanh không, mà mình không có lo, à, không có lo cho chính mình. Cho nên là Đức Phật mới nhắc nhở là không nên từ bỏ mình. À, mình lo cho người khác nhiều bao nhiêu á, nhưng mà đừng có quên là lo cho mình. À, hàng ngày mình phải luôn luôn phải dành thời gian ra, à, để mà mình lo chính mình nữa. À, khi có điều kiện, à, để tạo những cái công đức thiện sự, à, như là, à, bố thí cúng dường, à, thì mình nên làm, à, rồi mình dành thời gian ra là học pháp, à, học kinh, à, rồi mình dành cái thời gian ra để mà mình lo mình tu tập, à, không cần nhiều, ví dụ như mình sắp xếp, à, mỗi ngày mà mình dành ra cho mình được một tiếng đồng hồ là quý, à. À, một tiếng đồng hồ trong đó mình lễ bái tam bảo, à, chừng 10-15 phút, à, rồi cái bắt đầu mình có thể mình hành thiền tu tập, à, những cái đề mục rất là dễ, rất là gần gũi, à, với chính mình, à, có thể mình, à, niệm hồng danh Đức Phật nè, à, A La Hán, Bút Thô, à, hoặc là mình niệm hơi thở. À, ban ngày mình bận rộn cách gì bận rộn, nhưng mà khi mà mình lên giường ngủ, không? À, thì mình ít ra đó mình cũng dành ra được chừng 10-15 phút, à, để mình nằm ngay ngắn, ha, bắt đầu mình theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, à, hay là hoặc phòng xẹp cho đến khi mình ngủ quên thôi. À, hoặc là mình thức dậy sớm, à, rồi mình vệ sinh cá nhân xong xuôi, à, mình lễ bái tam bảo, à, lúc đó là, à, những người thân trong gia đình còn ngủ ấy, à, mình dậy sớm chút, à, thì bắt đầu mình lễ bái tam bảo xong đó, mình ngồi mình cũng vậy, mình có thể mình niệm ơn Đức Phật, à, hoặc là mình niệm hơi thở vô hơi thở ra. Chứ thật ra đó, cái sự tu tập đó, nó không có đòi hỏi gì nhiều đó. À, nó rất là đơn giản, gần gũi, dễ áp dụng, à, mình đi đâu mình cũng có thể mình làm được hết, à, chứ không phải đòi hỏi, à, cái gì hết. Nhưng mà sao
Thầy ta nói trời ơi con bận quá, bận đi à, con công việc luôn tối ngày, con không có thời gian rảnh để mà tu à. Đó, thành ra sao mình cứ 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 lo, cứ lo cho người khác à, bận rộn đủ điều hết à, nhưng mà không có lo cho mình. Đó, lo cho mình đây là như vậy đó, mình không có lo tu tập, mình không có gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, mình không vun bồi trí tuệ à, mình không phản tỉnh, mình xem xét lại à, cái tam nghiệp của mình à, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp à, trong ngày nay à, mình có cái tác ý gì, cái suy nghĩ gì mà làm tổn hại cho chúng sanh khác hay không à, mình có nói những cái lời nào mà gây cho họ khổ đau hay không, mình có làm cái điều gì mà để gây cho chúng sanh khác họ không có sự an ổn à, thì khi mà chúng ta phản tỉnh xem xét như vậy để gì, để kịp thời à, mà kịp thời mà ngăn chặn những cái tác ý xấu xa từ trong cái tư tưởng, cái suy nghĩ à, đó. Rồi thành ra từ cái đó thì mình sẽ thanh lọc được cái tam nghiệp của mình à, đó, ngay từ những cái mầm mống ban đầu là những cái tác ý bất thiện hay sao, mình kịp thời ngăn chặn, diệt trừ nó à, thì khi mà những cái suy nghĩ, những cái tác ý à, mà nó không có tốt đẹp à, mình kịp thời mình ngăn chặn thì mình sẽ không có tạo cái khẩu nghiệp, thân nghiệp à, cho nên á mình lo cho mình là như vậy đó. À, chứ không phải à, mình phải bồi dưỡng à, ăn uống đồ cho đầy đủ, cho sức khỏe à, cho nó tăng cân à, phải à, dốc dáng, phải như thế này thế khác, phải mạnh mẽ như thế này thế khác, cái đó là chỉ lo cái phần bên ngoài à, về cái thể chất thôi, nhưng mà lo về cái phần tinh thần nó mới là quan trọng à, mình hiểu biết để mình hướng về những cái điều lành, những cái điều thiện à, từ bỏ những cái bất thiện à, lời thiện nên thốt ra à, làm ác nên ngăn chặn à, cho nên á, là trong đời sống á, à, chúng ta phải cố gắng à, phải cố gắng và lo cho chính mình à, để dung bồi những cái điều thành lành, những cái điều thiện à, thì cái tâm mà luyến ái á, à, cái ái dục á, nó rất là mạnh à, cho nên á quý vị thấy rằng á cái nguồn gốc của cái đời sống à, cái cốt của cái bánh xe của cái sự luân hồi ở trong thế gian này chính là gì, là vô minh và ái à, vô minh và ái này nè, nó từ nhiều đời nhiều kiếp à, nó tìm miên nè, nó ẩn tàng, nó là căn cội, là nguồn gốc à, nó mới trở thành là cái gì à, dục cái à, vô minh cái à, tức là những cái này nè, nó giống như thường thường người ta nói là tại vì khi mà quý vị mà làm có những cái loại bánh, ví dụ như cái bánh mì mà mình ăn hàng ngày, nó có cái men à, mà hồi xưa tôi nhớ mấy bà già à, làm cơm rượu á à, ta nói là cái men cái à, đó ví dụ như mình muốn làm à, nếu mà người ta không có ủ bột để lâu đó
thì ta dùng cái men này, này để cho cái bột nó mau mau trương phồng lên, mau xốp nha. Cái chất men này đó để nó tạo cái sự lên men của rượu của này kia đó đó cho nó nhanh hơn ha. Thành ra đó cái dục dục cái này nó là căn cội nguồn gốc nha. Nó ẩn tàng, nó tìm miên ở trong cái nội tâm chúng ta đó nè, vẫn thấy được mà. Nhưng mà đó khi mà nó gặp những cái cảnh mà phù hợp nè, khi mà gặp những cái cảnh mà thích ý vừa lòng à, khả hỷ khả lạc đó nha, là nó nhảy ra à, nó xuất hiện, nó bám níu à, nó dính mắc chấp chặt vô đó nè. À, rồi sao nó điều khiển, nó sai sử mình làm đó. Thành ra đó, thành ra cái ái dục này nó rất là mạnh à. Chỉ có đến mà khi mà đạt đến cái tứ đạo tứ quả thì mới diệt nó nổi thôi, mới bứng tận gốc rễ nó thôi à. Đó cho nên đó là cái ái dục này rồi nó rất là mạnh mẽ nha. Nhưng mà đó mình muốn diệt nó đâu phải một sớm một chiều à, mình phải diệt ngay từ trong cái đời sống này à, mình giảm thiểu bớt được những cái sự dính mắc nha. Tại vì hồi trong cái ăn uống à, hồi đó là mình phải phải đủ bài bản, đủ gia vị à, phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế khác à, vậy ăn vậy nó mới ngon, phải như thế này, phải như thế kia à, phải giải thứ này, phải giải thứ kia, phải màu sắc như thế này, phải màu sắc như thế khác à, mặt nó mới đẹp à, rồi những cái trang sức phải như thế này à, phải cái kiểu này, phải cái kiểu khác à, đeo lên trang sức lên nó mới đẹp à. Thì sao à, mỗi ngày mình giảm bớt một chút à, ok giờ có gì ăn nấy à, bữa nay lỡ có thiếu một chút gia vị nào đó cũng không sao à, cũng không mất mát gì à, cũng không đến nỗi mà ăn không được nha. Lỡ mà bây giờ cái đồ mà mình thích à, mà lỡ bữa nay mà nó phơi nó chưa khô là cái gì đó thì thôi tạm bộ khác cũng được, mà không đến nỗi nào đâu không. Rồi thì khi mà mỗi lúc mà chúng ta giảm bớt được một chút, mỗi lúc mà chúng ta giảm bớt một chút là sao, chúng ta thoát ra cái bám níu à, chấp chặt trong đời sống nè. Đó thì mỗi ngày chúng ta làm cho cái mãnh lực của cái ái dục nó giảm thiểu nè. Rồi cái tác dục, tức là cái sự hoạt động vận hành của thân thể à, thì nó là đương nhiên à, cái này nó không có thiện, không có bất thiện gì nữa. Thí dụ nãy giờ mình ngồi à, trong cái oai nghi ngồi lâu quá, giờ mình muốn đứng lên à, để thay đổi oai nghi mà à, thì cái hành động, cái ý muốn về cái hành động để thay đổi oai nghi này, cái tác dụng này mình đứng lên nó không có thiện, không bất thiện nữa. À, nó chỉ đơn giản là cái sự vận hành của ngũ uẩn à, thí dụ mình nhìn à, thì khi mình nhìn ấy, là có cái sự chú ý, nó đơn giản, nó không có thực thiện là bất thiện
thiện hay bất thiện là phía sau đó đó. À, chứ còn cái nhìn á, à, cái nhãn thức cái gì nhớ không? Thọ, thọ xả, thọ xả, à, tâm thiện hoặc là bất thiện vô nhân. Những cái này là nó từ quá khứ. Nếu mà người nào mà hồi quá khứ làm nhiều thiện á, thì sẽ thấy những cái cảnh tốt đẹp. Còn nếu mà những người mà tạo những cái bất thiện à, thì trong hiện tại họ sẽ thấy những cảnh nó được không được tốt đẹp. Nhưng cái nhìn trong hiện tại đó thì nó không không có gì thiện hay là bất thiện á. À, rồi nhưng mà mình khi mình nhìn à, tại vì à, xúc xúc duyên cho thọ à, mà thọ thì sao, duyên cho ái à, thích tham muốn dính mắt mà không đúng như vậy thì sao, thì không có chấp nhận, xua đuổi à, hủy diệt à, đó. Cho nên á là khi cái nhìn thì nó không có cái gì vậy. Nhưng mà do cái tưởng à, do cái tưởng bắt đầu nó xen vô à, phải như thế này mới đẹp nè à, đúng không, cái này vậy là đẹp nè à, cái này là không đẹp nè à, bắt đầu cái tưởng nó có sự so sánh thích không thích. Tại sao? Chính cái sự so sánh thích không thích này đó là bắt đầu á, mới tạo tạo nghiệp á, bám chấp dính mắc à, còn không thích á, thì xua đuổi à, hủy diệt à, thành ra đó là cái chú ý trong cái đời sống, cái tác dụng của này đó mình nên gìn giữ nha à, à. Rồi sao? Cái pháp dục là những cái mong muốn để mà mình làm điều việc lành, điều thiện. Nha. Lúc đầu á, cái tâm của mình á, nó còn non yếu, cho nên là phải nhờ cái sự hỗ trợ à, tự thân trợ hoặc là có sự hỗ trợ ở bên ngoài. À, lúc đầu á mình mới biết à, mình còn e dè sợ sệt ngần ngại, mình đâu dám đi chùa nha. Nhưng mà nhờ bạn bè rủ rê rồi bắt đầu cái mình cùng mình mới đi nha. Đó, hoặc là lúc đầu á mình chưa có biết là bố thí thế này thế khác nha. Mình còn ngần ngại, mình tính toán tới lui thế này thế khác à, nhưng mà bây giờ á mình nghe nói là có bữa nay có tổ chức lễ đập bát gì đó à, bữa nay có bạn bè mình trai tăng cúng dường vật thực gì đó à, bữa nay có cuộc lễ dân y là mình chỉ làm tượng Phật để xây chánh điện xây tăng xá vân vân. À, nếu mà mình nghe lúc đầu đó mình còn ngần ngại à, nhưng mà mình thấy người khác ta làm à, bắt đầu cái tâm mình cũng khởi lên cái sự hoan hỷ à, hoan hỷ à, à. Thì từ trong cái nội tâm mình nó thúc đẩy à, gọi là tự thân trợ. Còn nếu mà bạn bè nó rủ rê à, tại à, có mình có điều kiện à, mình làm có nhiều làm nhiều không sao đâu. À, làm hùng phước đi cho nó có phước à, thì mình làm theo à, thì chính nhờ cái pháp dục này lúc đầu nó còn non yếu, nhưng mà nó lần hồi nó mới mạnh lên. Thấy không? Lúc đầu á là mình đâu có biết cái vấn đề mà học pháp gì đâu à, vô học nghe nói là phân tích trường âm đoạn âm à, rồi à, thế này thế khác rất là sợ đó. Nhưng mà nhờ cái tác ý mỗi ngày mạnh một chút
phải không? Thành ra bây giờ ấy, bắt đầu mình mới đứng vững. Có thể là lễ bái tam bảo nè, xin giới nè, rồi á là đọc nhiều cái bài kinh, thuộc nhiều cái bài kinh, hiểu được nhiều cái ý nghĩa của Phật pháp đó. Thì chính nhờ cái pháp dục, cái pháp dục nó dẫn dắt, nó thúc đẩy nè đó, cho đến khi nào mà chúng ta mạnh mẽ rồi đó thì tự mình đi, và sao mình gạt bỏ bớt những cái dính mắc thổ rầu á, mình đi chùa mình cúng thì mình gian giái cầu mong cho gia đình con an vui mạnh khỏe, cầu mong cho con nó học giỏi, cầu mong cho thi kỳ này đậu cao, cầu mong cho chồng con, cho vợ con á là mạnh khỏe đi làm rồi có tiền có bạc này kia nọ nhé. Nhưng mà lần hồi mình bỏ bớt cái sự mong cầu đó nha, đó thì mình mong cầu, nếu mà đến cái lúc mà cái phước nó không có thì dù cho mình có mong cầu mình gian giá gì đó nó cũng không được. Còn cái đến lúc mà cái phước đến lúc nó trổ, nhân đã gieo, bây giờ đến cái thời kỳ quả nó trổ, thì bây giờ mình không có mong cầu gì á, nó cũng sẽ đến. Tất cả các pháp khi mà nó đủ duyên thì nó sẽ hiện khởi. Còn bây giờ á, cái pháp nó chưa có đủ duyên thì mình gian giái, mình cầu khấn gian sinh thì nó cũng có thể trổ được. Làm biết vậy đó mà mình giảm thiểu bớt cái sự mong cầu trong cái đời sống nè, lúc đó đó là cái dục nó sẽ giảm bớt. Cho nên á, khi mà mình lên mới ban đầu, mình lúc đầu mình đi làm những cái thiện sự á, là nó còn cái tác ý của phiền não nó sanh khởi, nó chan vô trong đó đó. Nhưng mà khi mà mình càng ngày mình học, mình hiểu biết đó thì sao, mình loại trừ bớt cái tham muốn đi, để cái pháp nó mới mạnh mẽ. Và chính cái mỗi ngày mình đẩy lùi cái phiền não để dung bồi cái trí tuệ, thì mình sẽ hiểu biết được nó rõ ràng hơn. Cái niềm tin của mình á, cái niềm tin mình lúc đầu đó nó đâu có phải là hoàn toàn chánh tín liền, nó còn non yếu lắm, có khi nó đi hàng hai nữa, một hồi thì nó có cái niềm tin chánh, nhưng mà có khi nó cũng rơi vô tà kiến, nó cứ chạy qua chạy lại, rồi lần hồi đó mình phải xem xét, rồi mình mới từ từ mình từ bỏ cái sai lầm, mình chấn chỉnh những cái tri kiến sai lầm để mình có được cái chánh kiến, rồi có được cái chánh tín, cái niềm tin của mình á, cái niềm tin chân chánh của mình mỗi ngày nó càng mạnh hơn đó. Cho nên á là chúng ta phải tu tập, phải đi từng bước như vậy. Còn cái vấn đề mà người khác á, sở dĩ mà họ có cái duyên, cái chánh tín của họ mạnh, tại vì họ đã dung bồi từ nhiều kiếp rồi, cái phước của họ đã tạo, nó dẫn dắt thì họ sớm gặp được chánh pháp. Còn mình thì
mình hồi trong đời sống mà mình cũng chưa phải hoàn toàn à, rồi mình tạo phước, có đôi lúc mình cũng còn để cái phiền não nó xen vô à, nó mong cầu. Cho nên bây giờ mình sanh ra trong những cái điều kiện nó không có chưa hẳn hoàn toàn tốt đẹp, tại vì cái nhân mình gieo á có trắng có đen, thì bây giờ á cái quả nó cho mình có đen có trắng à, có lúc thì mình cũng thuận duyên à, có lúc thì đời sống mình nó cũng thâm thâm, nhưng mà có lúc thì cái chướng duyên nó đến à, nó cũng che án rồi trở ngại thế này thế khác đủ thứ chuyện hết à. Trong gia đình á, thì cũng có người á, thì hiểu biết à, cùng với mình làm những cái điều lành nhiều thiện, nhưng mà có những người á, họ cản trở à, không cho làm à. Cho nên á, chính vì mình tạo những cái nghiệp trong quá khứ lẫn lộn nhau, cho nên mình mới sinh ra ở những cái trú xứ à, nó không có hoàn toàn thuận lợi tốt đẹp nha. Cho nên á, có những chúng sanh thì quý vị thấy rằng á, à, những người họ sinh ra ở những trong những cái xứ Phật quốc giáo, đúng không? Tại vì những chúng sanh này đã từng tạo những cái điều thiện lành tốt đẹp. Cho nên có nhiều khi họ sanh ra trong cái xứ quốc giáo, họ hiểu biết Phật Pháp rất là sớm nè, để họ dung bồi cái phước thiện của họ à. Nhưng mà quý vị thấy rằng đâu phải là sanh ở trong cái xứ quốc giáo mà nó hoàn toàn thuận lợi đâu, không? À, cũng bị thời tiết, thiên tai, dịch bệnh à, đủ thứ chuyện hết à, không? Đó. Ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện đó, thì cái đâu phải những chúng sanh ở trong đó là hoàn toàn là sung sướng hết à, đâu phải 100% là họ mà đi đúng theo cái chánh pháp hết. À, trong đó họ cũng còn những cái chúng sanh mê lậm tà kiến à, khi mà mình đi sâu vô quan sát đời sống của họ đó, à, cũng còn họ còn tin tưởng về những cái đấng thần linh à, những cái vị thần rồi thế này thế khác, không? Chứ hoàn toàn chưa phải là 100% họ hoàn toàn họ có cái niềm tin với Đức Phật không? Tam Bảo chỉ có những cái bậc thánh nhân à, những bậc thánh nhân à, đó, từ thánh hữu học Tu La Quật à, thì mấy cái vị này đã diệt trừ tất cả những cái hoài nghi, mới hoàn toàn à, có niềm tin vào Tam Bảo à. Nhưng mà đó, cái những cái thiện lành á thì họ dễ làm hơn à, họ dễ làm hơn là ở những cái xứ khác. Ví dụ như trời cái trường hợp á, những cái người mà có phước có duyên à, sanh ra ở bên bên Pháp à, bên Đức rồi vậy đó à, hoặc là trường hợp ở bên Mỹ đi à, nhưng mà có những chỗ á, đâu có chùa chiền gì đâu, thấy không? À, cho nên á, khi mà mình có cái tác ý mình muốn đi chùa, mình muốn gặp chư tăng để học pháp nghe pháp à, mình muốn đi chùa để mình tạo phước cúng dường vậy đó, thì cái điều kiện nó không có à. Cho nên á, là mỗi chúng sanh á, do cái nghiệp lực nó đưa đẩy à, rồi vì mình còn là phàm nhân mà à, cái quá khứ mình cũng tạo, mình gieo những cái nhân nó lẫn lộn à, có trắng có đen, thì bây giờ quả nó cho có đen có trắng à, cho nên biết như vậy à, mình cố gắng nỗ lực
À, trong những cái lúc nào đó mà có điều kiện thì mình phải nhanh chóng nè mình làm đó. Chứ còn mình đừng có đòi hỏi à, phải như thế này phải như thế kia à, chừng nào tôi giàu rồi đó à, tôi mới đi chùa à, chừng nào mà tôi giàu rồi đó, thì tôi mới làm phước mới cúng dường à, chừng nào mà tôi rảnh rỗi à, thì tôi mới hành thiền thì không được à, biết chừng nào mình giàu à, mình chờ tới mà tôi trở thành triệu phú tỷ phú rồi à, tôi mới cúng dường à, thì biết chừng nào mình mới trở thành à, triệu phú tỷ phú. Thôi bây giờ trong điều kiện của mình có tiền 5.000, giờ mình cúng 1.000, chứ đừng có chờ tôi có tới 10 triệu rồi tôi cúng 1 triệu à, không biết tới chừng nào mình mới có à, ở trên hình là chúng ta có sự hiểu biết như vậy. Bây giờ mỗi ngày mình dành ra à, 10 phút tốt hơn để mà mình lễ bái tam bảo hay mình à, tu tập mình hành thiền gì đó. Chứ đừng chờ tới chừng nào mà nhà cửa tôi an ổn, con cái tôi rồi nó thành đạt hết rồi đó, nó rảnh rang rồi đó là tôi mới đi chùa tu tập mới hành thiền à, thọ bát quan trai rồi đó. À, thành ra đó chúng ta phải đặt cái sự ưu tiên để mà tạo lập những cái gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp lên hàng đầu à, chứ đừng có chờ cái điều kiện nó phải thuận duyên đầy đủ hết thế này thế khác rồi mình mới làm thì lúc đó là mình không còn làm kịp nữa. À, đừng chờ tới già 60 tuổi bắt đầu mới đi tu à, nhiều người mới có 20 hai mấy tuổi mà chết cũng có, 30 ba mấy tuổi chết cũng có, và 40 bốn mấy tuổi chết cũng có, chứ không phải tới 70-80 tuổi à, mới chết à, cho nên đó, là nếu mà khi mà mình đã tìm hiểu biết Phật pháp rồi thì Đức Phật dạy không, những cái thiện lành nào á mà có điều kiện làm phải làm ngay à, đừng có để qua một lát nữa hay là buổi chiều à, ngày hôm sau làm cũng kịp nha à, mình suy nghĩ vậy đó thôi à, bây giờ anh bận quá để một lát làm không kịp à, tại vì cái vô thường đó, đâu có biết lúc nào đâu à. Rồi cái sức khỏe của mình á, bây giờ mình còn khỏe chứ lát không biết mình có còn mạnh khỏe hay không à. Rồi cái đời sống mình có chắc chắn là đến buổi chiều mình còn hay không, không biết được à. Cho nên á, bây giờ có điều kiện mình làm được mình nên làm à. Bây giờ mình lên giường mình nằm rồi mình còn sáng suốt thì mình nên tập 5-10 phút à, niệm hồng danh Đức Phật à, hoặc là suy niệm về ân đức pháp, ân đức tăng chẳng hạn à, hoặc là đơn giản theo dõi hơi thở vô hơi thở ra à, theo dõi cái bụng của mình nó đang phồng lên sập xuống chẳng hạn nha à, thì những cái sự tu tập này nè nó rất gần gũi, rất đơn giản, chứ không có cầu kỳ phải đòi hỏi thế này thế khác hết à, nhưng mà tại vì á mình cứ nói là phải thế này phải thế kia phải thế nọ à, tại sao mình cứ mắc à, lo cho người này, lo cho người kia, lo những người nọ mà mình quên đi à, mình không có lo cho mình à, chính vì vậy đó mà trong cái đời sống mình không kiểm soát
cái sự sinh hoạt của nội tâm, để nó phan duyên theo trần cảnh, rồi sao sống một cách là như là theo bản năng chứ không có theo trí tuệ, mà khi mà sống theo bản năng là sao, là bị phiền não nó sai sử, nó điều khiển. Khi nào mình sống mà có trí tuệ đó thì mình mới tránh xa những cái bất thiện. Chính cái trong cái đời sống mà chúng ta đó họ sống theo bản năng thì quý vị thấy học gì quá, quý vị thấy là sao, cái tâm bất thiện là gì, bệnh hoạn không tốt đẹp đó. Bệnh hoạn đây là gì, bị gì, phiền não nó che án, nó điều khiển, nó sai sử. Cho nên nói là sao, nói năng làm đụng những điều không có tốt đẹp từ trong cái suy nghĩ, trong cái suy nghĩ nó đã không có được đúng, không có chín chắn rồi, nó phản ứng theo một cái cách tự nhiên bản năng, thành ra đâu có kiểm soát được. Còn cái người mà sống mà có trí tuệ thì sẽ kiểm soát được thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình. Cho nên là muốn thực hành tránh xa những cái lời nói ác thì mình phải có trí tuệ. Mà khi có trí tuệ thì cái lời thiện nó mới thốt ra. Đó, cho nên trong đời sống hàng ngày chúng ta kịp thời phản tỉnh, xem xét từ cái tác ý, cái suy nghĩ của mình. Khi mà mình kiểm soát được cái nội tâm thì mình sẽ thanh lọc được cái tạm nghiệp, và mình sống với trí tuệ đó thì như vậy đó thì sẽ mới đem đến những cái lợi ích tốt đẹp, mới phát triển được các cái pháp, các cái pháp thiện, những cái chủng tử tốt đẹp, những cái nhân lành. Và sao là lúc đó mình mới quay lại mình do lo cho chính mình. Còn bình thường á, cái tâm mình nó phóng túng do cái tham ái dính mắc, nó chạy ra bên ngoài đúng không nè, lo cho người này, lo cho người khác, lo cho người kia. Cho nên á, là hàng ngày chúng ta học và các cái phương pháp Đức Phật dạy là để gì? Để dung bồi trí tuệ, để phản tỉnh xem xét lại chính mình, để quay trở lại sống cho mình, sống ngay trong giây phút hiện tại. Như vậy chúng ta mới đem đến cái lợi ích tốt đẹp cho cái đời sống này. Còn nếu mà những chúng sanh mê lầm, chạy theo trần cảnh, chạy theo cái mong cầu luyến ái của phiền não, thì sẽ sao? Sẽ tiếp tục bị trói buộc trong cái vòng quay khổ đau, sanh tử luân hồi. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết những cái lời dạy, những cái ý nghĩa trong cái câu thứ 8 này, để chúng ta nhớ luôn luôn là chúng ta phải quay lại lo cho chính mình, nhớ lo người ta 80-90% thôi, chừa lại 10% lo cho mình nha. Một ngày 24 tiếng mình làm đụng 8-9 tiếng ngủ nghỉ
nằm 6 tiếng. Nhớ dành ra ít lắm là 1 tiếng để lo cho mình. Mà 1 tiếng không được thì cũng phải chừng nửa tiếng. Mà nửa tiếng không được thì nhớ cũng có 15 phút. Chứ đừng có buông lung. Thì như vậy chúng ta mỗi ngày sẽ dung bồi một chút. Mỗi ngày dung bồi một chút. Để mà tạo những cái phước thiện, những cái thiện lành. Thì ít ra đó, khi mà giả từ giác trọ này rũ bỏ cái thân ngũ quẩn của kiếp sống hiện tại này đó, mình ra đi á, mình cũng có đem một chút hành trang tư lương, chứ không phải đến hai bàn tay trắng rồi ra đi cũng trắng hai bàn tay. Thì như vậy á, không có lợi ích gì trong cái đời sống hiện tại này. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật trong Hành Chánh Kinh và cái sự tìm hiểu học hỏi từ các bậc tôn túc trưởng lão, cũng có chút ít được những cái kinh nghiệm hiểu biết để giải thích cho quý vị, để quý vị hiểu biết được cái ý nghĩa lời dạy của Đức Phật. Với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang và chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui và tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại. Chúng ta nên cố gắng phải lo cho chính mình, phải dung bồi trí tuệ, sống với trí tuệ và tạo nhiều cái duyên lành, những cái chủng tử tốt đẹp để là hành trang, là tư lương cho những cái kiếp sống tương lai. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin mời đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong rừng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho chúng con học hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, và con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tam tất nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kim Nhung, cả Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay Kim Nhung làm chủ sĩ, mà Nhật Quỳnh thấy sư Pháp Thanh xuống mít rồi mà không thấy bàn tay Kim Nhung. Nên là Nhật Quỳnh xin phép nha. Kim Nhung quan hỷ ha. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chi tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu tự duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu dây giao đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ tại duyên. Vậy là Nhật Quỳnh thấy cô tu nữ tại duyên có trước máy. Lúc nãy Nhật Quỳnh không có trước máy, chỉ nghe lời giảng của sư thôi. Nhưng mà Nhật Quỳnh quay lại thì thấy có cô là cô Phúc Hạnh, nên Nhật Quỳnh post bài lên. Vậy bây giờ Nhật Quỳnh nghĩ rằng cô đã vào lâu rồi, cũng nghe được lời của sư nói rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay cô nghe. Cô có thể trên đặt câu hỏi mà hiểu bài học này như thế nào để có thể đặt câu hỏi với sự thượng thọ Phật Thanh để cho đạo tràng cũng nghe những lời giải đáp của sư. Dạ, sa thú. Dạ, kính mời cô ạ. Sa thú lần thay, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ ngài Pháp Thanh. Không biết có ngày Thi Đức không, tự nhiên cũng vào mà không biết có ngày không mình đảnh lễ luôn.
Dạ, kính lễ quý tu nữ, chào cô Phúc Hạnh. Dạ, kính chào đạo tràng. Thì hồi nãy giờ tự nhiên cũng mới vào, cho nên thì hôm nay thì thấy Nhật Quỳnh post lên là phẩm Ngài Trí Đức đã rời râm, bây giờ còn Ngài Pháp Thanh. Dạ, hôm nay thì Ngài Pháp Thanh giảng về tương ưng chư thiên. Dạ, rồi cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, con kính thỉnh Ngài Pháp Thanh, không biết là có nghe âm thanh của con rõ hay không. Dạ, bây giờ con xin hỏi, thì hôm nay là phẩm chư thiên, thì con xin hỏi bên mà Thiên Chúa Giáo á, gọi là Đức Chúa, thì con có gặp một Phật tử ở bên mình thì Phật tử, mà bên đó thì con quên rồi. Nhưng mà cái người đó nói là đời là bậc thánh là không có còn tái sanh lại nữa, thì không biết có phải vì vậy không nữa. Rồi có người thì nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế gì đó, thì con nghe thôi chứ con cũng không có dám nói gì hết. Tại vì khi mà học bên bên Đức Thế Tôn dạy thì cả các vị chư thiên cõi trời, dục giới cho đến sắc giới, vô sắc giới, phi tưởng xứ đều hết tuổi thọ thì phải tái sanh. Nhưng mà cái ngược lại là Thiên Chúa Giáo là nói là không có còn tái sanh lại nữa. Con không hiểu cái này, xin Ngài giảng dạy gì cho chúng con hiểu về phẩm chư thiên. Và như vậy là Đức Chúa Trời nếu thánh thì so với bên Đức Thế Tôn dạy là nếu mà bậc thánh đó thì bậc thánh ở cái cõi nào, ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì, xin Ngài giảng rõ cho con hiểu ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Ngài Giá. Thì mỗi tôn giáo thì người ta có một cái niềm tin khác nhau. Thí dụ như bên Bà La Môn, hay là bây giờ gọi là Hindu đó, Ấn Độ giáo đó. Thấy không? Người ta tin vào cái đấng sáng tạo Brahma, Đại Phạm Thiên. Thì người ta cứ nghĩ rằng cái vị đó là sẽ là cái vị mà điều khiển cái thế gian này, tạo lập cái đời sống này, cái thế gian này. Cho nên là mỗi tôn giáo thì nó có cái sự niềm tin nó khác nhau vậy đó. Thì những tôn giáo khác thì họ tôn thờ Đức Chúa Trời, Ngọc Hoàng gì đó. Nhưng mà đó, khi mà mình tìm hiểu qua cái lời dạy Đức Phật đó, thì tất cả những cái vị này do cái phước báo đó sanh vào những cái cõi đó. Rồi sự thật ra đó, các cái vị này cũng không có quyền lực gì hết. Thấy không? Tất cả là do pháp, nhân duyên nó vận hành, chứ không ai điều khiển được hết. Quý vị nhớ là dù cho cái vị Đại Phạm Thiên cái vị gì đó có cái phước báo là to lớn, nhưng mà rồi sao, cái tuổi thọ nó cũng hạn lượng. Thí dụ là tám cái vị mà coi như mà sống mà lâu nhất là cái gì?
cái gì mà sanh ở cõi trời phi tưởng với phi tưởng đó, là 84.000 kiếp trái đất, tức là cái quả đất này nè, ha, từ là hư không, là rồi nó hình thành, tức là sanh, là trụ, rồi diệt, nó tiêu hoại đi 84.000 lần như vậy đó, thì mới hết cái tuổi thọ của cái vị mà phạm thiên ở trong cõi mà phi tưởng. Nhưng mà sao rồi nó cũng quay đến hồi nó kết thúc. À, cho nên đó là không ai mà có khả năng mà vận hành điều khiển được các cái pháp đó. À, nhưng mà họ để tôn thờ cái vị giáo chủ của họ. À, thành ra đó bây giờ mình hiểu biết Phật pháp thì mình đi lại mình tìm hiểu trong cái giáo lý của mình thôi, đừng có đi lang mang rồi nhiều khi nó lệch lạc mất công. À, cái thứ nhất. Còn mà cô mà muốn tìm hiểu đó, cái đời sống của các mấy vị chư thiên này nè, à, nên xem ở trong người và cõi. À, trong cái bộ mà và trong cái bộ Di Diệu Pháp á, nó có cái phần người và cõi đó, thì sẽ biết. À, rồi đó, muốn thực chứng á, thì giờ phải ráng tu đi, ráng tu rốt ráo, ráng tu quyết liệt, à, tạo phước cho thật nhiều, à, để có điều kiện tái sanh lên những cái cõi mà cõi trời sắc giới, vô sắc giới, à, thì sẽ thực chứng. À, còn bây giờ á, mình mà nói á, thì mình chỉ dựa vào kinh sách. À, nhiều khi người ta còn nói chứ ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. À, bây giờ ông còn đang ở cõi nhân loại đây mà ông nói cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì. Thì chúng ta cũng dựa theo kinh điển mình nói thôi, mình nói để mà hướng vậy đó. Nhưng mà nếu mà muốn xác thực chắc chắn nhất thì mình ráng nỗ lực tu đi. À, ráng nỗ lực tu. À, rồi mình ráng mình cố gắng. À, thì khi mà mình sinh vô cái cõi đó mới thực chứng. À, thành ra cái giáo pháp của Đức Phật dạy nó rất là thực tế hiện tiền, không có dông dài. À, đạt được ngay trong đời sống này. À, bây giờ á, mình biết rằng cái tâm mình đang phiền não, à, đang dính mắc, đang tham muốn, mình ráng mình tu tập, mình hiểu biết, mình buông bỏ, à, thì mình sẽ được an lạc ngay trong hiện tại, chứ không có chờ tới kiếp sau, chờ tới ông thần thánh nào cứu rỗi. Không có ông thần thánh nào cứu hết, ổng phải lo ông tự cứu ổng trước cái đã. Chừng nào mà ông cứu ổng xong, ổng rảnh lắm ông mới lại ông cứu mình. Đó, cho nên đó là mình phải theo cái lời dạy của Đức Phật. Rồi mình ráng. Còn cái vấn đề mà nó xa xôi, cái tương lai á, thì để từ từ nó tới mình mới biết được. Chứ bây giờ á, quá khứ nó đã diệt mất rồi, mình đừng xăm soi tìm hiểu làm gì. Còn cái tương lai thì nó chưa đến, thấy không? Bây giờ cô dự trù á, là một lát nữa đó, là làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, thấy không? Cô sắp xếp như vậy, nhưng mà sự thật ra đó, khi mà cái thực tế, cái công việc nó xảy đến đó, đâu có theo cái ý của cô sắp xếp đâu. Ngay trong nửa tiếng nữa, 20 phút nữa, à, 1 giờ nữa đó, chứ đừng nói tới xa xôi, tới năm tới, tháng tới gì đó. Thành ra đó, chúng ta sống
ráng theo cái lời dạy của Đức Phật. À, còn các cái tôn giáo khác á, thôi bây giờ mình đừng có lạm bàn. Mình nói đây rồi nó bắt đầu nó đụng chạm tùm lum la. Không? À, cho nên á, là chúng ta nên tìm hiểu cái lời dạy của Đức Phật, nội mà tam tạng kinh điển không á, là bây giờ mình học á, cho tới chết chưa hết nữa. Thì tìm hiểu qua cái chuyện của tôn giáo khác, của ngoại đạo làm gì, rồi mình bành bình phẩm, mình nói đúng nói sai theo cái khả năng hiểu biết của mình á, nó lệch lạc tùm lum hết. À, tốt nhất là chúng ta nên đi theo cái lời dạy của Đức Phật, à, theo tam tạng kinh điển, à, kinh lực luận, à, đó đủ rồi. Còn cái chuyện mà dông dài, à, thế này thế khác của các cái tôn giáo khác, của các cái tôn, các cái tín ngưỡng khác thì mình nên tránh, không? Dành cái thời gian ra mình học kinh học pháp, à, là rồi mình thực hành giáo pháp nó còn không đủ nữa. À, ra sư cũng xin khuyên cô Trệ Duyên, à, chúng ta nên quay lại với chính mình ngay trong đời sống hiện tại này, quay lại với cái lời dạy của Đức Phật. À, nội mà bây giờ mình ráng mỗi ngày mình học một câu pháp cú, tìm hiểu rõ ý nghĩa đầy đủ của một câu pháp cú là cũng quý lắm rồi. À, đó, cứ nghiền ngẫm, à, các cái câu pháp cú kinh lời dạy của Đức Phật. À, còn nếu mà có điều kiện rộng hơn, à, thì mình học thêm những cái bài kinh trong trường bộ, trung bộ, tương ưng, tâm chi, à, rồi mình đem ra mình thực hành thì nó lợi ích nó quý báu hơn. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lần thay. Dạ, con rất là hoan hỷ khi ngài chia sẻ. Con rất là hoan hỷ những cái lời chia sẻ và để giảng dạy cho chúng con hiểu. Con có một câu hỏi nữa. Dạ, chào Châu Phan. Dạ, cho tự nhiên hỏi câu hỏi nữa rồi đạo tràng mình chuẩn bị câu hỏi để hỏi nha, để mình mất quyền lợi mình không hiểu cái hỏi gì, để mình hiểu cho thật rõ, để mình tu rồi mình tu mình không có phải nghi ngờ hoài nghi gì hết, không cũng chẳng hạn như cái gì mà tự nhiên đọc cũng được nè, nói là hỏi gì tùm lum hết, mình không biết cho nên mình mới hỏi. Thì bây giờ con xin hỏi một câu nữa. Thì có người nói có làm mới có tội, còn không có làm không có tội. Tôi không có theo ai, không có theo Thiên Chúa, không có theo Tin Lành, không có theo Đức Thế Tôn, không theo ai hết. Tôi không có làm gì hết, tôi chỉ sống hàng ngày, tôi làm, tôi không theo ai mà tôi cũng không học gì hết. Thì cái như vậy con cũng không hiểu như thế nào. Cái người này nói vậy con cũng bó tay luôn. Con nói thôi để bây giờ để con có ngày Chủ Nhật thì con sẽ hỏi ngày Lương Tâm, nhưng mà hôm nay thì có ngày Pháp Thanh, hôm nay là thứ tư, thì con chợt nhớ lại cái câu hỏi này. Như vậy thì cái người này họ là sao, bây giờ con cũng họ như thế nào nữa, xin ngài giảng cho con và cả lớp để được hiểu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì cái đó có những người là cái niềm tin của họ nó
chưa có đúng đắn. Ở đời á, có nhiều người họ nghĩ đơn giản á, họ nói là họ không cần đi chùa, à, họ ăn ở ăn hiền ở lành vậy là được rồi. Nhưng mà cái ăn hiền ở lành của họ nó như thế nào, thấy không? Đó, bây giờ á, có những cái mà ăn hiền ở lành nó thuận theo cái thế gian, à, nhưng mà nó không có đúng theo cái Phật pháp, thấy không? Trời ơi, tối ngày tôi mình quần quật mình, à, tôi làm để tôi sống chứ tôi đâu có xin xỏ đi trộm cắp của gì của ai, thấy không? À, những người họ nuôi cá, à, nuôi gà, nuôi heo đó, thì như vậy á, họ ăn hiền ở lành không, mặc dù họ không có giết chóc nhưng mà họ cung cấp cho mấy cái chợ đầu mối, chợ buôn bán, rồi cung cấp cho mấy cái lò sát sanh, à, họ ăn hiền ở lành thiệt, họ đâu giết đâu, rồi họ cũng làm bằng cái chính cái công sức của họ chứ không có gạt gẫm ai, không trộm cắp gì hết. Nhưng mà cái đó đó theo cái đời á, thì nó không phạm gì hết, nhưng mà trong đạo nó là những gì, cái bất thiện nghiệp. Mặc dù những cái nghề nghiệp này đó trong cái đời sống đó, nó đem đến cái lợi lộc tài sản, nhưng á, là những cái nghiệp nó đem đến những cái hậu quả không tốt đẹp ở trong tương lai. Cho nên là những cái tư tưởng nó không có nên. Thành ra mình phải học, mình phải hiểu, à, để cái ý nghĩa cái thiện lành ở trong Phật pháp mà, nó như thế nào. À, chứ còn á, ở ngoài đời họ nghĩ đơn giản vậy đó, à, à, tôi ăn hiền ở lành được rồi, không cần đi chùa, không cần học này kia hết, là sai lầm. Mình học họ, mình không học biết gì mà tu, à, đó, rồi á, tu thì tu mù, à, sờ soạn, à, đi tới đi lui không có đúng cái đường lối, không có đúng hướng, à, cho nên á, là Đức Phật đã dạy mình phải xác cái niềm tin của mình nó chín chắn, nó vững vàng, à, thì mình mới đi đúng hướng. Còn mà cái mình không xác lập được cái niềm tin của mình á, thì mình cứ quanh quẹo, à, lăn quanh trên cái biển khổ. À, cái chiếc thuyền mà nó đi ngoài biển nó phải dùng cái gì? Dùng cái sao ở trên trời, hoặc là cái ánh đèn, à, cái ánh đèn hải đăng, à, để xác lập cái phương hướng đó. Khi mà thấy cái ánh đèn hải đăng là người ta biết ngay chỗ đó là đất liền. À, người ta cứ chăm chú vô cái hướng đó người ta đi thì sẽ vô được đến bờ, vô đến đất liền, hoặc là ít lắm này cũng có được cái hải đảo để mà nướu nè. Còn nếu mà không có đèn thì người ta dựa vào trăng hay là hoặc những cái gì sao để ta xác định cái phương hướng để không có bị lạc. Còn mà những cái người mà nói như vậy đó là sao? Họ không có xác lập được cái niềm tin, à, nó còn mơ hồ mông lung, quanh quẩn quẩn. Thành ra đó, những cái lời nói đó là nó không có lợi ích gì đó, à, không có đem đến cái lợi ích của chính họ trong cái đời sống hiện tại này, à, mà nó còn gây những cái tác hại nguy hiểm khôn lường.
À, đó thì giống như mây, mây gì, mây lang thang bốn phương trời đó. Vô minh thì không có hiểu được cái gì hết, chứ đừng nói tới tứ diệu đế. Vô minh là ngay cái xác lập cái niềm tin của mình, còn không không xác lập được thì làm gì mà hiểu được tới tứ diệu đế. À, cho nên nói là cái vấn đề của đời sống con người mình ngay kiếp sống hiện tại này là cái quan trọng, là mình phải tìm hiểu thấu đáo để có sự so sánh, so sánh cặn kẽ để mình xác lập được cái niềm tin của mình. Mình xác lập cái niềm tin đúng thì mình sẽ đi đúng. Bởi là nói sai một ly là đi một dặm. Trong đời sống này mình không xác lập được cái niềm tin mình, mình còn chạy theo bên này, mình chạy theo bên kia, mình chạy theo bên nọ đó, thì sao? Khi mà mình đặt sai cái niềm tin, thì không biết bao nhiêu triệu triệu tỷ tỷ kiếp mình mới quay lại được. Khi mình xác lập cái sai cái niềm tin đó, thì sao? Mình suy nghĩ, hành động, nói năng nó không có chính chắn, thì gì? Tạo những nghiệp bất thiện. Tạo nghiệp bất thiện thì đi vào cảnh khổ, phải trả nghiệp trong đó không biết bao nhiêu kiếp. Rồi cái quả dư sót đó mới tái sanh lại. Mà tái sanh lại đâu? Ở những cái vùng biên địa đó, ở vùng xa xôi không có Đức Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện, mà rơi vô những cái vùng đó rồi thì làm sao mà có dịp mà thấy được, hiểu được cái chánh pháp mà tu. Cho nên đó là chúng ta nên cố gắng tìm hiểu và xác lập cái niềm tin của mình cho chính chắn. Khi có niềm tin chính chắn rồi đó, cần phải nỗ lực cho chính chắn để đạt được những cái lợi ích tốt đẹp trong đời sống hiện tại này. Thế còn nếu mà khi mà mình xác lập cái niềm tin của mình mà không chân chánh rồi đó, thì là hiểm họa khôn lường. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Tại Duyên. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú làm thầy. Dạ, con rất là hoan hỷ. Dạ, không biết đạo tràng có đặt câu hỏi nữa không ạ? Tại vì khi mà Tự Nhiên nghe ngài Pháp Thanh giảng thì Tự Nhiên rất là hoan hỷ mà muốn đặt một câu hỏi nữa. Không biết đạo tràng có ai đặt câu hỏi không? Nếu không cho Tự Nhiên đặt một câu nữa nha. Hôm nay Tự Nhiên về chùa Viên Giác cho nên cũng thời gian thì cũng rảnh. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Dạ, vậy thì thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh, mời Nhật Quỳnh Tự Nhiên xin xuống mic. Xin lỗi cô Tự Nhiên nha, tại có một tin nhắn cho Nhật Quỳnh nãy giờ, Nhật Quỳnh ngồi Nhật Quỳnh chờ nên Nhật Quỳnh phải hỏi nha cô, quan hỷ nha cô. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Có một vị nhắn cho con như gì bạch sư, con đọc xong rồi con gom ý lại nghe bạch sư. Thiện hai ác với sự luân hồi hai giải thoát là do nhân và duyên của nghiệp quá khứ và những gì mình tạo hiện tại thì sẽ cho quả tương lai. Và bạch sư, cái câu hỏi này thì theo con hiểu là giống như mình, những cái quả mà hiện tại mình làm thiện hoặc ác và cộng với cái nghiệp quả quá khứ trong sự luân hồi thì có phải là nó sẽ cho ra cái quả tương lai không bạch sư? Sư có nghe được không sư?
Dạ, coi như là cái câu hỏi là quả thiện và quả ác đã, từ hồi thời qua cái sự quá khứ thiện hay ác, cái sự luân hồi hay giải thoát là do nhân và duyên của nghiệp quá khứ và những gì mình tạo hiện tại thì cho quả tương lai. Dạ, con kính nhân Bích Đinh Sư, sư chỉ dạy dùm cho bạn con à. Con kính nhân Bích Đinh Sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì nhân thì nó sẽ đưa đến quả. Nhân trong quá khứ nó cho quả hiện tại, rồi nhân trong hiện tại thì nó sẽ đem đến cái quả cho tương lai. Bây giờ nè, bây giờ giả dụ một cái người nông dân họ trồng, mùa trước họ trồng ớt, phải không? Ở trong ớt thì bây giờ á, ở trong nhà họ trải qua 3 tháng họ thu hoạch ớt, thấy không? Đó, rồi bây giờ họ thấy ăn ớt cay quá, thôi bây giờ á, trồng bắp. Thì bắt đầu họ gieo, họ gieo thì 3 tháng sau đó họ thu hoạch bắp. Rồi bây giờ họ thấy cái nhà bên kia họ đang ăn cơm với gạo rồi người kia họ ngon hơn là ăn bắp. Nè, thì bắt đầu họ mới đi tìm những cái giống lúa họ đem về họ gieo trồng. Thì bây giờ họ gieo trồng thì 5-3 tháng sau, 6 tháng sau họ thu hoạch lúa thì họ có lúa ăn. Đó, thì ngay trong đời sống hiện tại này nè, mình đang gieo cái gì? Hôm nay mình đang gieo gì? Thì những ngày sắp tới mình sẽ nhận cái quả nó như thế nào? Nhớ không? Hôm nay mà mình gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, thiện lành, hành động nói năng đem đến lợi mình lợi người, thì mình sẽ nhận cái quả tốt đẹp. Ai cũng quý mến mình, ai cũng tôn trọng mình, ai cũng thích gần gũi mình, thấy không? Hôm nay á, mình gieo những cái chủng tử không tốt đẹp, suy nghĩ những cái điều bất thiện, nói năng những cái lời thô tháo, hành động gây khổ đau chúng sanh khác, thì sao? Ai cũng lãng tránh, ai cũng tránh xa mình hết rồi. Đó, đơn giản ngay trong cái đời sống này nè, ngay trong hôm nay nè, chứ đừng nói tới tương lai, kiếp tới kiếp rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái lời dạy của Đức Phật. Đó, thành ra đó, cái giáo pháp của Phật đó, nó rất là trong sáng, thực tại hiện tiền, đến để mà thấy. Nhưng mà chỉ những người á, những người có sự tầm cầu, muốn tìm hiểu, họ mới thấy. Không? Bây giờ á, quý vị thấy rằng á, những cái phòng tranh họ trưng bày những cái tấm tranh rất là đẹp, nhưng mà mình không muốn tìm hiểu, cái mà mình đi ngắm mà ngắm nghía mà cái đó làm chi,
nó không có lợi ích gì hết. Trời ơi, để tôi đi làm, tôi kiếm cơm gần chết đây còn không có giờ đi ngắm nghía mà nó làm gì. Cho nên những cái người này sẽ không có hiểu biết được, không thấy được những cái tấm tranh đẹp. À, những cái người mà họ thích đi du lịch, à, đi ngắm cảnh thác rồi rừng rồi núi non cái này cái khác, thấy không? Tối ngày họ lo quần quật thì họ đâu có biết gì cái cảnh đẹp núi non thế này thế kia đâu, thấy không? Đó, cái giáo pháp của Đức Phật, à, nó rất là cao siêu, tốt đẹp như vậy đó. Nhưng mà đó, cái người họ không có ý tìm hiểu, không có tầm cầu. Cho nên á, nói là giáo pháp dành cho những người có mắt. Có mắt ở đây là mình có sự chú tâm để tìm đến, để mình thấy, để mình học hỏi, thấy không? Đó, thành ra đó, có mắt để thấy, có tai để nghe. Thấy những gì? Thấy những cái gì quý trọng, tốt đẹp. À, còn cái người mà họ chú tâm vào cái tài sản thì họ thấy này, tiền, vàng, châu báu rồi gì đó. Nhưng mà bán giáo pháp này nghe làm gì? À, đó, thành ra đó, mặc dù mắt không thấy, nhưng mà cái trước mắt họ là gì? Là tiền, tài sản, tiền tài danh lợi đó. Chứ hậu không có thấy gian giáo pháp đâu. À, đó là Đức Phật dạy cái giáo pháp này thực tại hiện tiền, à, và thấy rõ ngay trong cái khi mà mình còn sống này. Ngay khi mà mình đang làm nè, thấy không? Đó, thí dụ bây giờ cái người mà người nông dân họ gieo cái gì bữa nay thì họ sẽ đạt đến cái quả trong tương lai. À, hả, họ trồng ớt thì 3 tháng sau họ hái ớt. À, họ trồng chanh thì 1 năm sau, 2 năm sau thì nó ra quả chanh. Không thể nào mà trồng cây chanh mà nó ra cái cam được. À, đó, thành ra chúng ta biết cái quy luật, cái định luật bất di bất dịch của nhân quả nó là như vậy. À, thành ra là nói sao? Nhìn cái quả hiện tại để biết cái nhân quá khứ. Rồi, nhìn cái nhân hiện tại để biết cái quả tương lai. Không? Bây giờ cái người này họ sống trong cái đời ngay kiếp sống hiện tại này, họ có nhiều tài sản, địa vị cao quý. À, thì sao? Biết cái người này họ quá khứ họ tạo nhiều cái việc phước lành. À, rồi họ có sự cung kính tôn trọng, không? Rồi nếu mà bây giờ họ biết ngay trong cái đời sống này họ tiếp tục họ tạo trữ những cái quả thiện lành, có cung kính thế này thế khác, thì sao? Tiếp tục trong tương lai họ sẽ được những cái đời sống tốt đẹp như vậy nữa. Ha. Còn cái người này nè, bây giờ nghèo khổ, thì biết là quá khứ họ không từng tạo những cái thiện lành, họ thiếu sự cung kính, cho nên bây giờ họ phải sống nghèo khổ, bần cùng, ở trong cái địa vị thấp kém. Nếu họ biết bây giờ mình kém phước, họ đó tạo phước giờ mình khổ sở kia nọ, nếu mà họ ráng cố gắng họ tạo trữ công đức phước báo, phục vụ vô chùa, quét lá, quét dọn dẹp rồi thế này thế khác, biết cung kính tam bảo, cung kính chư tăng,
À, đó, thì bắt đầu họ sẽ không? Họ sẽ chuyển đổi. À, họ sẽ chuyển đổi cái nghiệp, những ngày, những kiếp sống tương lai thì nó có thể sáng lạng, tốt đẹp hơn. À, thành ra đó, cái định luật nghiệp báo á, để chúng ta biết, khỏi cần đi hỏi ai hết. Hỏi cần đi hỏi ông thầy này, ông thầy nào, bà này, bà kia gì hết. Không cần soi căn soi kiếp gì hết. Nếu mà chúng ta học Phật Pháp với trí tuệ, mình sẽ biết hết rồi. À, mình tự xem xét cái đời sống hiện tại này để mình biết những gì mình đã gieo trồng trong quá khứ. Rồi, bây giờ mình muốn chuyển đổi thì mình phải gieo những cái gì trong đời sống hiện tại này để cái đời sống tương lai nó được tốt đẹp hơn. Nha, thành ra cái giáo pháp của Đức Phật dạy rất là sáng tỏ, rõ ràng, không có mù mờ. Nhưng mà tại sao? Tại vì chúng sanh á, cái gì mà sáng tỏ quá mà rõ ràng quá nó họ không chịu. Cái gì nó phải mờ mờ ảo ảo, nó huyền ảo, nó linh thiêng, à, nó màu nhiệm, là thế này thế khác, họ không chịu. Chứ còn mà cái một cộng với một là hai, họ không chịu. Cái chuyện mà một cộng một là hai nó đơn giản quá, thấy không? À, một cộng một phải là mà hai mấy gì đó là họ mới chịu. À, cho nên á, chính vì vậy họ bị những cái tư tưởng mê lầm, tà kiến dẫn dụ. Chứ còn á, khi mà chúng ta hiểu biết rõ ràng về cái định luật nghiệp báo. À, cái định luật nghiệp báo ở trong cái thế gian này là bất di bất dịch, không ai mà có thể sửa đổi được hết. Thì biết tin chắc vào vậy thì mình phải nỗ lực. Và sao? Tại vì cái quả đó, của các cái pháp hữu vi đó, nó phải có thời gian, cho nên là quả dị thục, thấy không? Chứ còn nếu mà mình bố thí một đồng mà mình được 10 đồng hay 100 đồng liền ngay tức thì á, ai cũng làm á. À, nhưng mà tại vì á, mình bố thí một đồng, mình gieo xuống một hột lúa, lập tức mà nó cho ra được một lon lúa, ai cũng làm liền á. Nhưng mà không có, mình gieo một hột lúa xuống rồi nó phải chờ điều kiện nó nảy nở, nó phát triển. 6 tháng sau, tháng sáu từ một hột lúa này nè, nó cho được á, một lon lúa. À, trong cái thời gian nó chậm quá. À, cái tâm của chúng sanh ở thế gian là nó muốn liền. À, cho nên là có những cái tư tưởng dẫn dắt cho nên mới mê lầm, thấy không? Đó, bây giờ nó lừa đảo tùm lum hết, khỏi cần làm gì nặng nhọc vô ba cái gì đó không biết. À, đầu tư vô á, rồi ngồi đó mà lượm tiền. À, nếu mà sống mà lượm tiền một cách dễ dàng quá vậy đó thì sao mà gia đình nó thân bằng quyến thuộc nó không vô mà nó đi lại nó kêu mình. À, nó kêu mình tham gia vô, mình bỏ vốn vô, đầu tư vô, thấy không? Mình phải, cái người mình có trí tuệ mình sẽ tìm hiểu. Nếu mà dễ ăn quá, lợi lộc nhiều quá, lợi tức mà quá cao như vậy đó, sao anh chị em bên chồng bên vợ, bà con bên chồng bên vợ của anh không tham gia lại kêu tôi.
Thành ra gì nó đánh vào cái lòng tham. Bỏ vô, đầu tư vô 1 đồng, mai mốt là lại lọc được 1.000 đồng, 1.000.000 đồng. Mình mà tham lam, mê mờ, nó dẫn dắt. Thành ra 1.000.000 đồng đâu không thấy, bây giờ chắc chắn được mất 100, 1 đồng là chắc rồi đó. Thấy không? Đó, bây giờ đầu tư vô 1 đồng, mai mốt là được 1.000 đồng, 1.000.000 đồng. 1.000 đồng, 1.000.000 đồng là cái chuyện xa vời, là cái bánh vẽ. Nhưng mà bây giờ tôi bỏ vô 1 đồng là cái này là chắc chắn á. Nhưng mà không biết 1 đồng này nó có trở lại hay không, hay là ra đi một đi không trở lại đó. Thành ra trong đời sống chúng ta phải dùng cái trí tuệ, mình phản tỉnh, mình nhìn lại mình chính mình nè. Đừng nhìn đâu xa, mình nhìn lại chính mình. Mình xem xét cái đời sống hiện tại này để mình biết mình đã gieo gì trong quá khứ. Và ngay trong ngày hôm nay, ngay trong giây phút này, mình đang gieo những gì, thì cái quả sắp tới nó sẽ dẫn đến cái gì. Khỏi cần đi soi căn soi kiếp, khỏi cần đi nuốt này nuốt kia nuốt nọ, khỏi cần đi coi bói toán gì hết, mình cũng sẽ biết được. Biết được cách chính xác mà, thấy không? Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy để mà tránh cái sự lầm lạc. Và chúng ta có cái niềm tin vào cái lời dạy của Đức Phật, vào cái giáo pháp mà Đức Phật đã tìm ra. Xin giải thích với cô Dịch Quỳnh và cái người bạn của cô. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thai, con xin thay mặt bạn con thành kính tri ân sư rất là nhiều đã giảng giải câu hỏi của con. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tây Duyên tiếp tục ạ. Dạ, cô tu nữ Tây Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Alo, alo, cô tu nữ Tây Duyên còn đó không? Dạ, kính mời cô. Dạ, sa thú lần hai. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ. Vị nào đặt câu hỏi trong đạo tràng mình còn vị nào đặt câu hỏi nữa không? Tại vì tự nhiên sợ mất thời gian trong khi hôm nay Ngài Pháp Thanh đã giảng. Dạ, cảm ơn. Nếu không ai hỏi thì tự nhiên xin hỏi. Dạ, bạch Ngài, ở đây là con hỏi những cái chúng sanh nào nếu mà họ... không biết họ làm ác, ví dụ như họ rớt vào cõi khổ thì để tự họ thoát ra được không, hay là phải nhờ quyến thuộc hồi hướng cho họ thì họ mới thoát được cảnh khổ? Ở đây là con chỉ hỏi cảnh khổ thôi, chứ còn nếu mà rớt vào mà địa ngục vô gián thì thôi, bó tay. Ở đây con chỉ hỏi là nếu mà lỡ chúng sanh mà rớt vào cõi khổ thì tự họ có thể họ thoát ra được, hay là phải có nhờ quyến thuộc hồi hướng, và hồi hướng bằng cái cách nào mới thoát ra được cảnh khổ? Dạ, con kính nhìn dân mất đến nhà. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mày Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Cảnh khổ thì nó có tới 4 cái cõi khổ chứ đâu phải 1. Mà những cái cõi khổ, cái mức độ khổ nó khác nhau tùy theo cái chủng tử mà chúng sanh gieo trồng. Thì cái mà nặng nề sâu xa nhất của cái cõi khổ là gì? Là
chúng sanh trong địa ngục vô giác, à, những chúng sanh mà tạo nên cái cực trọng nghiệp ác, rồi những chúng sanh mà đỡ hơn chút là những chúng sanh gọi là bàn sanh, súc sanh, à, địa ngục, súc sanh, ở gì, ngạ quỷ, Atula, à, thì những chúng sanh này á, địa ngục nè, súc sanh nè, thì coi thôi chịu, chỉ có cái phước nghiệp của họ đó đã tạo đó thì họ mới có thể tự cứu được thôi, à, họ mới trả cái nghiệp đó nè, cho đến khi mà cái nghiệp đó còn những cái quả dư sót đó thì họ thoát khỏi cái cảnh đó để tái sanh những cái cảnh giới đó. Khổ nhưng mà tốt, đỡ hơn cái cảnh giới hiện tại đó một chút, à, chỉ trừ ra cái cảnh giới ngạ quỷ, mà trong 13 loài ngạ quỷ đó chỉ có một loài á là hưởng được cái phước của thân bằng quyến thuộc hồi hướng thôi, còn lại 12 cái loài kia đó là không có nhận được đâu. Hay là Atula cũng vậy đó, cho nên á là chúng ta phải nỗ lực tạo phước cho chính mình, không? Chứ mình đừng có trông chờ người khác, người ta hỗ trợ giúp đỡ đâu, ai có rảnh đâu mà hỗ trợ mà giúp đỡ cho mình, không? Ở trong gia đình chỉ có gì, có cha mẹ hoàn toàn là hy sinh lo cho mình thôi, chứ chú cô dì cậu anh em ruột nè, một cha một mẹ sanh ra nè, nhưng mà khi mà nó lớn lên, nó có gia đình rồi, nó có vợ có chồng, nó có con cháu của nó rồi, nó lo gia đình nó còn không sể, mình kêu hú nó qua phụ tao giúp tao, chờ đi chờ chừng nào tôi công chuyện tôi rảnh rỗi rồi tôi mới qua tôi giúp được. Thành ra Đức Phật có nói sao, mình phải tự lo cho mình, à, mình phải tự cứu mình trước khi người khác nó cứu, mình phải tự thắp đuốc lên mà đi, mình phải tự xây hòn đảo để mà nương nhờ đó, đừng có trông chờ ai hết á, không? Thành ra đó chúng ta phải hiểu biết như vậy, mình ráng mình học, ráng mình thực hành. À, bây giờ nè, bây giờ cô có tiền, cô có điều kiện, cô mới đi giúp đỡ người khác, không? Cô mới đi làm từ thiện, cho những trẻ mồ côi, người già neo đơn rồi kia nọ, không? Bây giờ cái đời sống cô mà vất vả khó khăn quá, làm sao cô giúp đỡ ai? Đó, cho nên á là chúng ta phải tự lo cho mình. Giống như hồi nãy cái lời dạy của Đức Phật kia, mình có lo mình đi chạy mình giúp đỡ cho người khác, nhưng mà phải giúp mình trước, đừng có lăng xăng mà chạy mình lo cho người khác không. Đó, nghe không? Mình có điều kiện nhưng mà mình nên giúp mình trước đi, à, rồi giúp người khác. Bây giờ mình lo chu toàn cái công chuyện ở mình nè, mình quét dọn sau đó gọn gàng hết rồi, mình mới đi qua mình giúp qua em mình, chị mình gì đó, thấy không? Giờ cái công chuyện mình lắm lo, nhà cửa mình chẳng dọn dẹp, mình chẳng sắp xếp gì hết, mình chạy mình đi lo chuyện hàng xóm,
cái chuyện nó không nên. Đó, bây giờ á, mình chưa có lo, mình tu tập, mình chưa có dọn dẹp cái nội tâm mình phiền não còn dãy đầy. Bây giờ mình đi chỉ dạy cho người ta tu, thấy không? Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện diễn vong, không có thực tế. Cái thực tế nhất là mình phải tự lo cho mình trước. Giờ mình ráng nỗ lực có công ăn việc làm, ráng làm đi, rồi sống về sẻn, đó, rồi mình có của mình mới đem cúng dường tam bảo nè, rồi mình mới giúp đỡ cho người khác. Đó là cái thực tế. Cho nên đó là chúng ta phải nhớ rằng phước báo chính là cái người thân cận, giống như là cha là mẹ của mình. Chính cái phước báo này nó mới hỗ trợ, nó mới lo cho mình, nó mới đi đến bất cứ cảnh giới nào với mình. Đó, cái trường hợp bà Hoàng hậu Malika đó, bà làm rất nhiều những cái việc lành, những cái điều thiện, nhưng mà chỉ có cái giây phút cuối đời bà trạo hối lợi một cái bất thiện nghiệp, bà rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà sao? Tại vì cái phước thiện này nó nhiều quá đi, nó mạnh quá đi, cho nên nó sẽ mặc dù bị rơi trong khổ cảnh nhưng không có lâu, chỉ có 7 ngày bà tái sanh về cõi chư thiên, thấy không? Mình phải tạo cái hồ nước của mình thật là nhiều, cái hồ nước của mình á cả chục khối, mà có một hột muối nó rớt vô thì cái nước mặn, thấy không? Còn mà cái lu nước mình có chút xíu nước à, mà đổ vô tới một giả thì làm sao? Không ai cứu mình nổi á. Cho nên á là cái vấn đề mà chúng ta hồi hướng phước đó là sao? Tại vì chúng ta phải làm những việc lành, những việc thiện, giống như mình phải đi làm, mình có tài sản, có của cải, rồi mình mới phân chia, mình cho người này, người kia, người nọ, mà mình cho đó, chưa chắc người ta nhận được, thấy không? Giống như những chúng sanh rơ ở trong địa ngục, đừng nói địa ngục vô gián, những cái địa ngục đồng sôi bình thường đi cũng không nhận được rồi. Chỉ có một cái loại ngạ quỷ đó họ sẵn sàng họ nhận được cái phước của thân quyến thuộc hồi hướng. Nhưng mà mình phàm nhân chỉ có cái trí tuệ của Đức Phật và những cái vị mà có thiên nhãn thông á thì mới thấy được. Nhưng mà sao? Thân bằng quyến thuộc mình từ quá khứ nó rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình hồi hướng chung thân bằng quyến thuộc các bậc hữu ân nhiều đời nhiều kiếp. Đó, thành ra những chúng sanh nào thọ nhận được thì họ thọ nhận. Còn nếu mà không ai nhận, cái phước mình cũng còn y nguyên. Mà dù cho họ có nhận đi chăng nữa, cái phước mình nó cũng không có tổn giảm. Vì đó mà Đức Phật mới khuyến khích tất cả người Phật tử phải cố gắng nỗ lực tạo trữ thật nhiều công đức. Mình tạo công đức là mình tự cứu mình trước cái đã, mình lo cho mình trước cái đã. Mình tự làm cái nơi nương tựa cái đã. Rồi á, mình có cái nơi nương tựa nó vững vàng rồi mình mới giúp người khác.
giống như ngày thượng nghe giảng đó. Bây giờ hồi đó mình cũng là vô minh, mình trôi trên biển khổ. Bây giờ may mắn mình lên được chiếc thuyền rồi, nhưng mà chiếc thuyền này cũng còn trôi dạt trên biển á. Mình thấy thân bằng quyến thuộc mình còn trôi nổi ở dưới biển, mình đưa tay mình muốn kéo họ lên, nhưng mà họ không chịu. Họ nói thôi, trời ơi, lên chiếc thuyền nó chi, nó tù túng lắm, để tôi bơi, tôi trôi nổi dưới biển cho nó vui. Đó, mình đưa tay mình cứu họ, họ còn không chịu. Tại vì họ đắm nhiễm, họ thích thú trong cái đó đó, họ không thấy là cái kia là tốt đẹp. Nó thành ra mình hồi hướng, nhưng mà đều có cái đó là phải tự mỗi người phải lo cho họ trước cái đã. Tự mỗi người phải cứu mình trước khi người khác họ cứu mình. Cái điều đó là cảm thấy là quan trọng. Thành ra thì cũng xin giải thích cái thắc mắc của cô Trệ Duyên. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui trong một thời gian. Sa thu lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy câu hỏi của cô tu nữ Tỷ Duyên. Dạ, con cũng thấy cô tu nữ Tỷ Duyên đã chấp tay tri ân sư rồi. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Châu Phan, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kim Nhung còn trước máy không? Nãy giờ chủ sĩ mà chưa có câu hỏi nào. Kim Nhung có câu hỏi không? Hello. Thấy rồi, thấy nhà này Kim Nhung cho Nhật Quỳnh được tín hiệu rồi. Mời Kim Nhung nghe. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Kính chào. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, thưa Sư, trong bài này thì con cũng hiểu là sư dạy là mình phải lo cho chính mình sống cho chính mình, tức là mình phải tự xây hòn đảo cho mình học pháp, hành pháp, mình xem xét lại chính mình, chứ còn đừng có lo toan bao đồng những thứ mà bên ngoài. Thế nhưng mà cũng có những người thì họ cũng sống cho chính mình, nhưng mà họ lại làm những việc bất thiện. Như ví dụ như họ, bất thiện thì cũng không hẳn là bất thiện, nhưng mà họ cũng lo cho mình, tức là họ dành tài sản về mình, họ ganh đua, rồi họ là nói những lời đau khổ, rồi nói chung họ tích cóp bằng cách này hay bằng cách khác, cũng có khi là không phải là bất thiện, nhưng mà họ làm cũng chân chính, nhưng mà họ lo lúc nào họ cũng dành cái tài sản về cho mình thật nhiều, thì họ nghĩ như vậy là họ lo cho chính mình. Như vậy thì mà họ không hiểu giáo pháp, thì như vậy á, thì mình có phải mình làm sao để mình giúp họ hiểu được giáo pháp, mình để cho họ thay đổi cái chi kiến của cái tư tưởng của họ. Vì chính họ lại nghĩ mình là họ nghĩ mình là làm những việc tào lao, làm những việc bao đồng, không lo cho chính mình, không lo giúp cho về sau, về già mình có những cái tài sản để mình chăm sóc cái tuổi già của mình. Thì như vậy thì mình phải như thế nào thưa sư? Dạ, con kính thỉnh sư giúp con ạ. Con kính tri ân sư. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Cà Giá. Trong kinh ấy, Đức Phật có nói không? Tài sản trong thế gian nhiều thứ nhiều loại, thì chúng sanh á, trong thế gian này cái căn cơ trình độ nó cũng khác nhau. Có nhiều khi á, mình cũng chỉ dẫn, mình nói chỉ dẫn cho họ, nhưng mà đâu phải
ai cũng có cái khả năng để mà hiểu biết đâu. Thành ra mình cũng xem xét với những người nào á mà họ có cái khuynh hướng, cái chiều hướng để mà tìm hiểu á, thì mình mới dẫn dắt mình giảng giải cho họ. Chứ còn không á là họ không có chấp nhận đâu. Trời đất ơi, tôi lo cho tôi còn muốn chết chứ nè, tôi lo cho tôi còn chưa xong nữa mà tôi lo cho ai? Trời đất ơi, tôi lo cho gia đình tôi còn chưa xong nữa thì tôi lo cho ai? Tiền bạc tài sản mình làm cực khổ muốn chết rồi mà đem đi bố thí, đem đi làm cái này cái kia. Thành ra những cái người mà như vậy mình không có thể nào mình giúp được đâu. Đó, thành ra Đức Phật nói sao? Điều cha mẹ thân bằng quyến thuộc làm không được, tự thân mình làm được, làm được tốt đẹp hơn là cái gì? Là cái sự cải chánh tri kiến của mình. Thì không có ai mà làm thế cho cái người đó được hết á. Họ phải cố gắng nỗ lực, họ học hỏi, họ suy tư để họ sửa đổi. Chứ mình chỉ hỗ trợ thôi. Thấy không? Chư tăng giáo pháp chỉ hỗ trợ cho quý vị. Quý vị phải tự học, phải tự tìm hiểu. Rồi sao? Mình phải phản tỉnh, mình xem xét mà cái điều này hồi đó mình hiểu nó không có chính chắn, nó còn sai chỗ này, nó lệch lạc chỗ kia. Đó, bây giờ mình sửa đổi. Chứ bây giờ mà sư nói cô Kim Nhung, cô làm cái điều đó không đúng à. Nhưng mà khi mà mình chấp thủ, ông sư này không nói xạo đâu. Tôi thấy tôi làm đúng mà. Sao sư nói sai? Thấy không? Thành ra đó, mình chỉ nhắc nhở, chỉ dẫn, và cái người đó phải tự nỗ lực tìm hiểu. Rồi sao? Phải tự cái người đó sửa đổi thì nó mới đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Chứ còn mà đối với những cái người mà cứ bằng chấp thủ sâu nặng thì dù có Đức Phật cũng không thể tế độ được. Cho nên là Đức Phật nói là gì? Tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Tại chỗ đó đó, họ có hữu duyên này, họ có hướng đến, họ cũng muốn tìm hiểu thì mình mới giúp được. Còn họ mà Đức Phật thương xót tất cả chúng sanh đang chịu khổ đau như nhau, nhưng mà mấy chúng sanh mà nó chấp thủ sâu nặng thì Đức Phật cũng đành chịu thua. Đó, chúng ta nhớ như vậy. Dạ, bây giờ thì thời gian chắc cũng vừa phải lẽ. Dạ, mời cô Kim Nhung sám hối rồi sư xin phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Dạ, với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức có thể cân ngang. Chúc tất cả quý tu nữ với Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Buổi học đã kết thúc, con xin được sám hối ba ngôi Tam Bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamang gena wande hang ba da bang song paruttamang butte yo kalito do so butto kamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính
cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hàng tham anh cha du vi thang qua răng tham mê yo khali to đô so tham mô khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hàng sang khanh cha du biết hô ta mang sang khê yo khali to đô so sang khô khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, để kết thúc buổi học pháp hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phúc báu trong ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ, xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Pavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddha nuvave nasada sothi pavantu te pavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thamma nuvave nasada sothi pavantu te pavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sangha nuvave nasada sothi pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá.